Này sus top. Tối nay thì thật sự là mình sẽ phải đánh rất là kiểu fucking. Tối nay từ bây giờ cho đến 12 giờ đêm, nếu như mình thua trận nào thì mình rất là dễ xuống đồng. Mình rất là dễ xuống đồng. Nó giống như là không còn nhiều sự lựa chọn cho mình rồi. Đây là giống như là áp lưng vào tường rồi. Áp lưng vào tường rồi, không thể lùi được lại. Mình biết là kiểu gì chúng nó quanh quanh đây mà. Ra len của đấy kiểu gì bị gank. Tuổi mày gank. Thấy không? Mày cầm môi à? Thì đeo được thật sự. Bọn nó bu lại à, không có cách gì nữa, chỉ có cách ấy là bọn toàn mấy cái thằng kiểu trẻ trâu trẻ nghé đi mà. Thế thôi có gì đâu, trẻ trâu trẻ nghé có tuổi đéo gì đâu mà cứ kiểu đánh cái kiểu gọi là bặm trợn ấy, không có tí nghệ thuật gì trong cái lối đánh nữa. Và đối phương ấy kiểu thôi được rồi, anh chấp nhận, anh đánh tiếp, anh không có, anh đánh tiếp rồi. Oh yeah. Chú Phil ơi, cháu đang coi chú đánh mà mẹ cháu cứ bắt đi rửa chén, giờ làm sao ạ? À? Rửa khẩn chưa chứ con gì đó, mày mất 10 gì đến đây mày không thấy khỏi cái câu nhảm gì thế à? Đi rửa bát đi mày, khẩn chưa? Mẹ bảo đi rửa bát là mày đi rửa bát, đi rửa bát xong xuôi, lau hết bồn, khô, quét nhà, lau nhà xong ra đứng nói to và rõ ràng với mẹ là: mẹ ơi, chú Piu bảo con làm như thế. Oh yeah. Anh Piu ơi, bạn em có anh biệt danh Piu là xoa ơi, đầu. Bạn của em có biệt danh là xoa đầu. Có nhờ em nhắn nhủ với anh là nó cực kỳ thích anh vì anh làm YouTuber. Phục vụ người xem hết mình mà không phải vì tiền, trái tim. Rồi anh em lại để nó tâm sự cái kiểu này ngọt ngào này, kiểu như là cảm thấy nó là người tốt rồi, đi xem phim với nó rồi. Mai dù ơi. Đen, anh ơi cẩn thận thành mực chiên xù. Mực chiên xù. Mực chiên xù chứ chẳng không mực chiên xù đi cả. Lên đây. Mày hả con? Láo lồn. Oh yeah. Cởi chân bị vớ nở, anh em vừa nhắc xong bọn nó nhìn anh với anh mắt thèm thuồng lắm đấy. Thế á? Cái gì anime killing spree ơi? Rồi bot game lại khó rồi. Cái gì đấy? Thì mẹ công thành, đúng kiểu công thành. Bùm. 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 Đừng nói là boss top lại, boss lại chết nhỉ. Bùm. Đúng kiểu công thành nữa luôn. Đúng chuẩn giả công thành boy luôn. Kéo được lại tỷ 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 số. Carry kìa. 03, ok mẹ. Ôi chuyện lồn đã diễn ra này. Ôi đi mẹ có chửi nhau không? Làm ơn chửi nhau. Địt mẹ mày, địt con mẹ mày. Mẹ support, support xuống boss. Ôi typical. Ui địt con mẹ, ôi giời, địt. Phải tĩnh tâm mới đánh được trận này, địt mẹ rồi, ôi. Địt con, ôi, ok, 0-3. Ôi, địt con mẹ, tôi xong rồi. Làm sao để tôi win trận như thế này đây. Địt mẹ, mày lên đây. Mẹ ơi. Mày lại nhầm rồi. Đấy, 16 thì phải cố lên. Còn ôi không. Please, đúng rồi, chạy đi. Đi mẹ làm cái gì đấy đi. Ôi đi, con mẹ vẫn bị chết chết. Ôi đi, phải tiếp.
Typical vãi lồi. Còn không? Mày luôn còn. Mày luôn còn. Thằng này. Hai cùng mình. Còn nữa không? Nằm thẳng lên top vẽ luôn. Carry vẫn đang, Carry có chửi gì đâu, Carry có chửi gì ông ta. Làm được gì ế, đi vậy, chửi. Đi thằng lồn óc chó đó mà. Mẹ support, ờ à, biết con cặc. Ok mẹ typical. Đấu được rồi đấy. Tiếp tục đánh thôi. Đi con mẹ mày. Quay ở đây. Quay ở đây. Làm sao, làm sao. Đít con mẹ mày. Quay đây. Đít con mẹ mày. Đít con mẹ mày luôn. Thằng nào nữa? Còn thằng nào nữa? Quay ở đây. Chúng mày quay con mẹ chúng mày lại đây. Đi đi đi. Ông mày làm gì đây? Thì phải nó giết mình giờ. Đéo hiểu. Lại e lại làm gì sợ lên. Ôi giời ơi. How to thì phải đuổi thằng này đây. Ok chị Kelly 0606 ok. Giờ nó xanh R làm đéo được gì nó. Tiếp tục đọc lên trên nào. Coi gì làm được gì Poppy. Ít mẹ mày đi thằng óc chó. Di xanh vãi cặc. Support ngu như chó. Mẹ support. Typical mình lại giấu vào một góc. Thi thoảng lôi ra như kiểu là đang tâm sự với người yêu ấy. Hello boys, đứng trong nhà biểu diễn. Mày bay con mẹ vào đây riêng bay rồi. Rồi lồn đây. Vâng, chuyến du lịch của ZX. Xin chào quý vị các bạn. Vâng, anh đang đứng nhảy lò cò. Vâng, một tình huống có lẽ sẽ bay lên, phụt lên chắc. Đúng là như vậy, let's go boys. Anh xuất hiện ở nhà như một vị thần. Anh lao ra cũng như một thằng đần. Tiếp tục, boom, thì phải bắn các thứ, các thứ. Đéo được rồi, rất đáng tiếc là đéo được. Ui giời ơi. Carry lại chết không, lần này là support từ vãi lìn. Carry chửi support ngu, support chửi carry ngu. Hai thằng, một thằng fit 06, một thằng fit 06, à xin lỗi, một thằng là 06, à 062, một thằng là 082. Hai thằng chửi thằng Master G đéo biết ganh. Thằng Master G chửi là ai chúng mày ngu vãi lồn. Thằng Master G 061. Hai ba thằng quay ra chửi thằng Mid đéo biết chơi. Thằng Mid 371. Bốn thằng chửi nhau và chúng ta đã có một cái game fucking wow gì. Vỗ tay cho các bạn đi, còn chờ đợi gì nữa. Tại vì con ăn chơi hư đốn. Không thích nghe bài này á, chán rồi. Ok fine, mình lại chuyển sang bài khác. Giai điệu nó hơi khác. Nếu biết mình từ lâu đã không còn biết mùi chiến thắng. Trong khi đó anh
toàn fake hero vào để